xin chào các bạn. Thì trong chương trình xem hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một kênh và chúng ta có thể xem phim hoạt hình. Thì xin mình nói đến phim hoạt hình thì mình rất là thích loại phim hoạt hình Doraemon. Thì đây thì mình cũng giới thiệu các bạn một kênh mà có phim hoạt hình Doraemon cho chúng ta xem và một cách đầy đủ và chất lượng được ổn định nhất. Đấy là kênh Sport Kids. Khi chúng ta vô đây thì chúng ta thấy được clip của kênh Sport Kids đây. Nó sẽ phát cho chúng ta là nó sẽ cập nhật cho chúng ta một số cái phim Doraemon hoặc là Tom Sri hoặc là một số phim khác, nhưng mà chúng ta chú tâm đến cái phim Doraemon. Chúng ta nhấn vô đây thì ở trong này nó sẽ liệt kê chúng ta khoảng cỡ 97 tập Doraemon. Đấy. Đây. Và chúng ta có thể lựa phim Doraemon chúng ta xem rất là nhiều, và cái trang Postkit này thì nó thường xuyên nó cập nhật cái phim này. Đó, đấy là một cái trang mà mình giới thiệu Postkit. Đây, Postkit có phim Doraemon mà mình rất khoái trong này. Thì phim Doraemon thì mình có làm một số clip giới thiệu về phim Doraemon rồi, các bạn có thể xem hoặc là chúng ta cũng thừa biết phim Doraemon nó như thế nào rồi, mình không cần phải giới thiệu. Thì đây là một cái trang để chúng ta coi phim Doraemon Postkit. Nó được phiên âm bằng tiếng Việt, rất dễ cho chúng ta coi và chúng ta xem, hoặc là chúng ta mở cho một số trẻ ở trong gia đình để xem. Chúng ta cứ vô đây, vô theo đường link mà mình đưa, chúng ta mở lên và chúng ta cứ vậy để cho nó phát thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Xem gì hôm nay.